Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ trưa trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành lần thứ tư trong năm nay, tạo cơ sở cho các ngân hàng giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ cơ sở hạ tầng phát triển với hệ thống các cảng biển và khu công nghiệp, Hải Phòng có nhiều lợi thế để tăng cường thu hút các dự án đầu tư chất lượng từ Nhật Bản. Hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước sẽ dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại khu vực Tây Nguyên, góp phần thay đổi diện mạo và cải thiện đời sống của người dân. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm quân và dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, hòn đảo Tiền Tiêu cách đất liền hơn 100 km. Đây là hậu cứ vững chắc cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước trên Biển Đông. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động và ấn tượng khi những năm gần đây, quân và dân trên đảo đã luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện đảo Phú Quý trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Bình Thuận. Đặc biệt, ngư dân nơi đây luôn duy trì 80 tổ tàu thuyền đoàn kết với hơn 500 chiếc để đánh bắt hải sản trên vùng biển xa. Từ đó, gắn kết tình quân dân trong sản xuất và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân tại cảng cá Phú Quý, Chủ tịch nước nhắn nhủ bà con yên tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản có trách nhiệm, đúng pháp luật. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã tới thăm các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc tại trạm radar 55 trên đảo. Tôi thấy khẩu hiệu của các đồng chí cũng rất là hay. Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp trận địa, đẹp tình quân dân. Tôi mong làm sao đó là cán bộ chiến sĩ của chúng ta luôn giữ vững cái tinh thần đó và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, đáp ứng được cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Thay mặt cho cán bộ chiến sĩ trạm radar 55 xin hứa với đồng chí Chủ tịch nước, cán bộ chiến sĩ trạm radar 55 đoàn kết, hiệp đồng, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc, không để Tổ quốc bị bất ngờ trước các tình huống trên không. Ngày hôm qua 16 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành thêm từ 0,25 đến 0,5% một năm và sẽ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 tới. Đây là cơ sở để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong thời gian tới nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, góp phần phục hồi sản xuất và kinh doanh. Đây là lần thứ tư kể từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành và được kỳ vọng sẽ kích thích khả năng hấp thụ vốn đang yếu của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Từ 19 tháng 6, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng chỉ còn 5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn còn 4,5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu chỉ còn 3% một năm. Đồng thời, tiền gửi từ 1 đến dưới 6 tháng, lãi suất cao nhất chỉ còn 4,75% một năm. Riêng Quỹ Tín dụng Nhân dân, tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức giảm từ 5,5% một năm xuống còn 5,25%. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng để phục vụ một số lĩnh vực ngành nghề kinh tế giảm từ 4,5% một năm xuống còn 4%. Lãi suất giảm là tin vui đối với nhiều doanh nghiệp. Giảm khoảng 1% một năm so với năm ngoái và cái chi phí chúng tôi tiết kiệm được hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, vấn đề xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm đang gặp khó nên lãi suất dù giảm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn thận trọng tính toán tỉ mỉ trước khi vay vốn. Thời gian vừa rồi có những doanh nghiệp rất lớn về sản xuất họ phải sa thải một loạt. Đấy cũng là một cái mà giảm rất nhiều về sức tiêu thụ về lương thực. Tiêu thụ khó nên nếu vay vốn mà đầu ra không ổn định sẽ tạo thêm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Vì thế, nhiều ngân hàng cho biết không ít doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất nhưng vẫn kiên quyết trả lại vốn cho ngân hàng để tiết giảm chi phí. Doanh nghiệp mà không có thị trường đầu ra, họ không mở rộng được sản xuất thì cũng không có nhu cầu để vay ngân hàng để gì cả. Theo khảo sát của vụ dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước, tín dụng được dự báo sẽ tăng trưởng 4% trong quý 2 này,
và trên 13% trong cả năm, tức là thấp hơn so với mục tiêu điều hành. Để thúc đẩy tín dụng, các ngân hàng sẽ buộc phải giảm lãi suất cho vay về mức phù hợp hơn với doanh nghiệp. Và cùng với giảm lãi suất, các ngân hàng còn có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp thông qua những gói cho vay quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để khơi thông dòng vốn vào các lĩnh vực hiện còn khó khăn như bất động sản hay chứng khoán. Bên cạnh đó là giãn hoãn nợ. Là doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, mỗi tháng phải trả lãi vay hàng chục triệu đồng. Đơn hàng mới không có, đơn hàng cũ thì chưa thu hồi nợ. Doanh nghiệp đã tìm đến sự hỗ trợ từ ngân hàng. Bây giờ tình hình cái thanh khoản của thị trường nó quá khó. Thành ra chúng tôi phải bán bớt những cái tài sản của chúng tôi đi để thanh toán đỡ một phần vào ngân hàng để bớt được cái lãi. Thông thường, trong vòng 5 ngày làm việc, ngân hàng sẽ có những giải pháp để thực hiện giãn hoãn các khoản nợ. Thứ nhất là giảm lãi suất cho khách hàng hiện hữu. Thứ hai là chúng tôi giãn nợ cho khách hàng và điều chỉnh lịch trả nợ cho khách hàng, đảm bảo là khách hàng có được cái khả năng kinh doanh tiếp theo. Dư thừa thanh khoản, ngân hàng đã nhiều lần giảm lãi suất, thậm chí có những gói lãi suất cho vay còn gần tương đương với lãi suất huy động. Chúng tôi đưa ra một cái hạn mức là 8.000 tỷ để hỗ trợ khách hàng vay vốn với cái mục tiêu là khách hàng sẽ sử dụng ngay lập tức được cái gói hỗ trợ này với cái mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,5% trên năm. Trong 5 tháng đầu năm, chúng tôi đã hỗ trợ gần 2,4 ngàn khách hàng doanh nghiệp mới tiếp cận vốn vay với dư nợ gần 28.000 tỷ đồng, tập trung ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu, các ngành sản xuất kinh doanh, thương mại phân phối. Để khơi thông điểm nghẽn về dòng vốn vào lĩnh vực bất động sản, có ngân hàng đã đưa ra gói hỗ trợ giảm lãi suất từ 2 đến 2,5% một năm để cho vay nhà ở thương mại đối với cả chủ đầu tư và người mua nhà để ở và được triển khai ngay lập tức. Gói tín dụng 20.000 tỷ để tài trợ cho các cái nhà đầu tư, các dự án bất động sản thương mại và những người dân có nhu cầu mua nhà ở thực với lãi suất cho vay tối thiểu từ 7,8% một năm đối với lại người mua nhà và 8,5% đối với lại là các chủ đầu tư các dự án bất động sản. Đề án phát triển kinh tế đô thị thành phố Hà Nội vừa chính thức được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, doanh số thương mại điện tử sẽ chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn. Tốc độ tăng trung bình hàng năm khoảng 20%, giá trị gia tăng của dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 15-20%. Mặc dù khu vực đô thị chỉ chiếm trên 10% diện tích, tuy nhiên lại ngày càng giữ vị trí và vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Đây là động lực phát triển kinh tế, hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của Hà Nội trong thời gian tới. Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các dự án đầu tư có chất lượng và hiệu quả và mở ra nhiều cơ hội hợp tác hấp dẫn giữa hai bên. Trong chương trình xúc tiến đầu tư, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản cùng nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn đầu tư. Chính sách của địa phương là luôn luôn lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp và sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài. Cùng với lại các hậu phương công nghiệp đã được chuẩn bị rất là sẵn sàng, thì Hải Phòng sẽ là một cái trung tâm logistics mới tầm cỡ quốc tế trong vòng 1-2 năm tới. Đây là một cái lợi thế cạnh tranh của thành phố Hải Phòng khi mà chuẩn bị trước được các cái cơ sở hạ tầng. Và hơn hết nữa là chúng tôi đang áp dụng cái hạ tầng kinh tế số và chuyển đổi số tại cảng biển với hình thức là cảng thông minh. Hải Phòng có cơ sở hạ tầng rất phát triển. Đây là một trong những cảng biển quan trọng ở phía Bắc của Việt Nam. Hơn nữa, chất lượng lao động cũng rất tốt, do đó đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Theo tôi, đây là một nơi rất phù hợp để các doanh nghiệp rót vốn đầu tư. Hiện Hải Phòng có 151 dự án lớn nhỏ với tổng số vốn đầu tư đạt 5,23 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Nhật Bản đứng số 2 về cả số dự án và số vốn đầu tư. Các lĩnh vực được doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm nhiều nhất là sản xuất chế tạo, dịch vụ logistics và môi trường. Thành phố cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp Nhật Bản hướng tới mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành điểm đến đầu tư năng động, an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.
Trong bối cảnh các doanh nghiệp toàn cầu có xu hướng thu hẹp kinh doanh, thì Việt Nam vẫn là một trong những địa điểm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản. Theo Jetro, tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng sẽ ưu tiên vào những địa phương có lợi thế từ cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế tạo, cảng biển, logistics. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Nhật Bản. Dự án phát triển hệ thống cấp nước thích ứng với nguồn nước ô nhiễm vừa được ký kết với tổng vốn ODA không hoàn lại khoảng 45 tỷ đồng. Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Dự án nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước mới bằng màng lọc nano tiên tiến, ít sử dụng hóa chất, không cần xử lý nước đầu vào, từ đó giảm được chi phí đầu tư và chi phí quản lý vận hành. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc chất lượng nước trực tuyến cũng sẽ được triển khai nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống xử lý nước. Dự án sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 7 năm nay. Cơ quan thực hiện chính là Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Trong phần tiếp theo của bản tin, cần các giải pháp đồng bộ bền vững để ứng phó trước nguy cơ suy thoái đất do hiện tượng khí hậu El Nino quay trở lại với cường độ mạnh, bảo vệ nguồn tài nguyên đất. Chủ động khai thác hiệu quả những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc ED, vừa phát triển du lịch vừa góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống. Thưa quý vị, hôm nay ngày 17 tháng 6 là ngày quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán. Với đặc thù địa hình và khí hậu, Việt Nam đối mặt với hiện trạng suy thoái đất đã và đang diễn ra âm thầm nhưng rất mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam có tổng diện tích đất bị thoái hóa là gần 12 triệu hecta, chiếm hơn 1/3 diện tích tự nhiên của cả nước, trong đó có hơn 1 triệu hecta bị thoái hóa nặng. Với việc hiện tượng El Nino được dự báo có cường độ mạnh sẽ càng khiến tốc độ suy thoái đất nhanh hơn. Điều này đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ. Nếu tìm kiếm một giải pháp cụ thể để ứng phó với tình trạng sa mạc hóa hoặc là hạn hán trong thời kỳ El Nino thì có thể lưu ý đến cây nho. Với ứng dụng khoa học công nghệ thì ngày nay cây nho không chỉ có thể trồng ở miền Nam của nước ta mà có thể trồng trên khắp cả nước. Việc ứng dụng những mô hình nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững đang được coi là chìa khóa để ứng phó với hạn hán trong bối cảnh của El Nino. Đất sẽ giảm được nguy cơ suy thoái nếu không bị bỏ hoang mùa hạn hán. Gần 5 năm nghiên cứu và thử nghiệm, giống nho hạ đen này có thể coi là giải pháp phủ xanh mọi vùng đất thiếu nước tại bất kỳ khu vực nào của Việt Nam. Bằng cách làm mái che, bằng cách làm giàn, bằng cách tưới nhỏ giọt thì chúng ta tiết kiệm được nước và chúng ta cây nho giảm được bệnh mà chúng ta có thể làm được nó ở miền Bắc. Thì cái đấy là tôi nghĩ là xu thế nông nghiệp là phải như vậy. Chúng ta phải, con người phải tìm các cách để giảm cái phụ thuộc vào thiên nhiên để chúng ta sản xuất theo được những cái theo ý đồ của mình. Một trong những giải pháp căn cơ bền vững nữa là trồng rừng. Có rừng thì hạn hán giảm, lũ lụt cũng giảm, đất không bị mất chất, bạc màu. Việc trồng rừng trong một năm nắng nóng vì thế được tính toán kỹ lưỡng. Hướng dẫn về các cái kỹ thuật để trồng rừng để nhằm đảm bảo là có thể rừng khi sau khi trồng là sinh trưởng phát triển tốt, đặc biệt là những cái khu vực đồi núi cao mà khi điều kiện chăm sóc còn khắc nghiệt. Thứ hai là các biện pháp khai thác rừng cũng đảm bảo là trồng lại rừng ngay khi mà mùa trồng rừng kế tiếp và cũng hạn chế việc đốt dọn thực bì toàn diện để việc là xói mòn cũng như là suy thoái đất. El Nino đã từng gây ra hậu quả khốc liệt với tài nguyên đất của Việt Nam. Kỳ El Nino vắt qua 3 năm, từ 2014 đến 2016 là một ví dụ. Ruộng khô cháy bỏ hoang mất vài năm hoặc chục năm mới có thể phục hồi. Để kịch bản này không lặp lại, phòng chống sa mạc hóa, chúng ta cần giải pháp đồng bộ ngay từ bây giờ. Đến chiều qua, ngày 16 tháng 6, toàn bộ 7 trên 7 hồ thủy điện ở miền Bắc đều đã thoát khỏi mực nước chết. Hầu hết các nhà máy thủy điện ở miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đều tích cực đồng loạt phát điện. Các hồ thủy điện ở miền Bắc thoát khỏi mực nước chết nhờ lưu lượng nước ở thượng nguồn đổ về tăng đáng kể. Trong khi đó, nhiều nhà máy thủy điện vẫn tiếp tục tiết giảm lượng nước xả về hạ du để tranh thủ tích cho đợt nắng nóng sắp tới. Những công trình lớn như thủy điện Sơn La cũng đã vượt mực nước chết gần 3 mét, thủy điện Lai Châu vượt gần 12 mét, thủy điện Bản Chát vượt 5 mét. Nhưng hiện tại chỉ có hồ thủy điện Hòa Bình tích cực xả nước để đảm bảo nhiệm vụ đa mục tiêu. Hành động sớm nhờ vào dự báo bão và ngập lụt là chủ đề buổi diễn tập thí điểm vừa được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu là nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra tại những khu vực thường chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và ngập lụt sâu do mưa bão trên diện rộng.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Cảnh báo sớm, hành động sớm là cách để giảm thiểu thiệt hại về người và của cũng như sinh kế của người dân. Tình huống giả định, cơn bão số 5 sau khi vượt qua Philippines, chính quyền xã Bình Hải đã nhanh chóng kích hoạt phương châm 4 tại chỗ để ứng phó bão số 5. Theo đó, ngoài phương án sẵn sàng di tản dân tới nơi trú tránh an toàn, vừa tránh bão vừa tránh ngập lụt, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai cấp 40 thùng phi nhựa để người dân vùng thấp trũng cất giữ các đồ vật có giá trị. Đồng thời, các lực lượng cơ động tại địa phương đã nhanh chóng triển khai giúp dân chằng chống nhà cửa. Do thường xuyên ứng phó với các loại hình thiên tai như thế này, nên các lực lượng diễn tập các nội dung khá thành thục, được các chuyên gia đánh giá cao. Hành động sớm là cách tiếp cận cần thiết trong phòng chống thiên tai. Diễn tập như thế này giúp cộng đồng nắm bắt ý nghĩa thật sự của sự chủ động trước khi thiên tai xảy ra. Đây cũng là cách tiếp cận mà Brunei đang thực hiện. Chuẩn bị ứng phó trước khi bão và ngập lụt, đây là một chương trình rất có ý nghĩa. Phải nói rằng chương trình này đã đem đầu tiên là đã nâng cao cái nhận thức của người dân, làm sao họ biết được bão và phòng chống cũng như phòng chống ngập lụt. Qua nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi thấy là mỗi người dân mà biết tự chủ động phòng chống thiên tai thì đem lại cái hiệu quả cực kỳ quan trọng, đó là giảm thiểu tài sản sinh mạng cho chính hộ dân. Theo các chuyên gia, thay vì xem xét hỗ trợ sau khi thiên tai diễn ra, cơ chế hành động và hỗ trợ sớm cho người dân vùng dễ bị tổn thương bởi thiên tai như vùng ven biển tỉnh Quảng Nam là việc làm cần thiết, sẽ góp phần to lớn trong việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Thưa quý vị, những năm gần đây, các địa phương ở khu vực Tây Nguyên luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Bên cạnh các chương trình và dự án giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, những năm qua, nhiều nguồn lực cũng đã được huy động để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông cho các tỉnh Tây Nguyên. Điều này góp phần làm cho diện mạo các địa phương Tây Nguyên thay đổi từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người dân theo đó cũng được nâng lên rõ rệt. Năm 2023, toàn vùng Tây Nguyên có hơn 35.000 km đường giao thông, tỷ lệ cứng hóa đạt trên 50%. Điều này đã góp phần phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Những cái nẻo đường mà hồi xưa nó bị lầy lội thì hiện tại bây giờ nhà nước, chính quyền họ đã đầu tư làm cho đường bê tông hóa thì bà con rất là mừng. Thứ nhất là mừng là mình đi lại nó thuận tiện, thứ hai là những cái nông sản mình chở, ví dụ mình có được cao su, rồi có mì, có cà phê, mình cũng chở nó cũng thoải mái. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông khu vực Tây Nguyên trong 10 năm tới cần khoảng 156.000 tỷ đồng. Ngoài việc đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ hiện có, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương huy động các nguồn lực hình thành hệ thống đường bộ cao tốc có năng lực vận tải lớn, tốc độ cao, an toàn để kết nối Tây Nguyên với các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ và cả khu vực tam giác phát triển Lào, Việt Nam, Campuchia. Việc đầu tiên là phải kết nối về hạ tầng giao thông. Đây là vấn đề rất quan trọng và cần thiết với Đắk Nông nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Thì hiện nay chúng tôi đang tập trung cái kết nối đường cao tốc xuống Tân Thành, Bình Phước, và đặc biệt là phải có một cái cung đường nối qua Lâm Đồng. Nếu qua được Lâm Đồng lên được Đắk Lắk, từ Đắk Lắk có con đường xuống Nha Trang cao tốc thì nó sẽ thuận lợi. Nó là liên kết đầu tiên, là phải nói là về liên kết giao hệ thống giao thông. Tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột trong thời gian qua cũng đã được là Quốc hội cho chủ trương đầu tư và chính phủ cũng đã giao chủ đầu tư cho Bộ Giao thông Vận tải. Đây là một cái cung đường ngắn nhất, nhanh nhất, chi phí logistics thấp nhất nhằm giao thương hàng hóa và phát triển cung ứng các cái sản phẩm nông nghiệp đặc thù của các tỉnh Tây Nguyên để xuất khẩu ra với thế giới thông qua cái cảng Vân Phong của Khánh Hòa. Trong giai đoạn 2021-2025, Trung ương giao tổng vốn đầu tư phát triển cho các địa phương vùng Tây Nguyên để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là trên 11.730 tỷ đồng. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, vào năm 2025, thu nhập bình quân của người đồng bào dân tộc thiểu số tăng lên hơn 2 lần so với năm 2020 và số xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm trên 60%. Vâng, và cũng có thể thấy là cuộc sống hiện đại đang tác động không nhỏ đến các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tuy nhiên, ngay giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, những nét đẹp văn hóa của người Ê Đê vẫn đang được lưu giữ
và trở thành điểm nhấn du lịch hấp dẫn. Nhiều năm nay, ông Ibin Bin vẫn giữ hai ngôi nhà dài truyền thống của mình. Trong nhà, ông Ibin trưng bày nhiều vật dụng như cồng chiêng, trống, ghế cờ bàn. Mỗi khi có khách đến tham quan, ông có thể giới thiệu đặc trưng văn hóa của dân tộc mình. Theo cái chủ trương của nhà nước đó, thì con là bây giờ họ muốn bảo vệ, bảo tồn cái văn hóa thì nó trúng lại cái ý định của mình. Bởi thế thì tôi cũng gọi là phải tích cóp, phải tiết kiệm để làm nên được tất cả những cái công trình như bây giờ. Ngoài ngôi nhà ở, thì nhà lưu trú dành cho du khách ở lại sinh hoạt cùng bà con đồng bào cũng được đầu tư xây dựng, chỉnh trang, mang đậm bản sắc văn hóa. Du khách có thể khám phá ẩm thực truyền thống của người Ê Đê, đắm mình vào những bài ca, điệu múa, tiếng cồng chiêng, mang đậm âm điệu của núi rừng Tây Nguyên. Theo cái chủ trương đảng và nhà nước là phát triển du lịch, đó là công nghiệp không khói. Cụ đã thấy và buôn làng hiện tại đã thấy trong quá trình, ví dụ như nấu điệu cần, hiện tại là khách du lịch người ta uống và ta mua đem về. Cái thứ hai là tổ chức cồng chiêng, những cái chương trình cồng chiêng như vậy, hiện tại là mỗi xô chiêng như vậy 3-4 triệu là nguồn thu nhập lớn. Chính quyền chỉ mang tính rất là định hướng, có cái hỗ trợ, còn người dân đấy là cái trong quá trình thực hiện đấy thì tạo điều kiện được cho cái việc là người dân sẽ hưởng lợi thông qua các cái bảo tồn các giá trị văn hóa để khai thác cái du lịch, rồi khai thác cái thương mại dịch vụ. Thành phố Buôn Ma Thuột đang tập trung khai thác có hiệu quả lợi thế cảnh quan thiên nhiên, sinh thái, đặc biệt là khơi dậy sự chủ động, sáng tạo của đồng bào Ê Đê. Từ đó, bà con càng tự tin đưa không gian văn hóa của dân tộc mình đến với mọi người, mở ra triển vọng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết cho các vùng vào ngày mai. Bản tin thời sự 12 giờ trưa của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị hãy truy cập vào các nền tảng số của chúng tôi để xem lại chương trình hoặc xem thêm nhiều nội dung khác từ VTV4. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.